một chiếc máy mang về cho dù là zin nguyên bản nhưng mà chứa đựng rất nhiều rủi ro. Các bác nhìn nó bụi bẩn như này nhá. Đấy. Đấy, bên em sẽ vệ sinh cho các bác xem. Đây các bác nhá, sau khi vệ sinh xong thì cổ nó đẹp như này, kể cả cơ đan mạch đều sáng choạng. Đây các bác nhá. Đấy.